Tối ngày 14 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết vừa triệt phá một đường dây cờ bạc cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng, bắt giữ 23 đối tượng. Cầm đầu băng nhóm trên là đối tượng Bùi Tuấn Anh sinh năm 1990, quê Nam Định, trú thành phố Thủ Đức, có tiền án về tội cho vay nặng lãi. Dưới trướng của Bùi Tuấn Anh có hàng chục đàn em có tiền án tiền sự sẵn sàng đâm thuê chém mướn khi Tuấn yêu cầu. Ngày 13 tháng 6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Ban chuyên án đã thành lập 19 tổ công tác với hơn 100 chiến sĩ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt triệt phá nhiều hang ổ của băng nhóm trên, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ một khẩu súng ngắn. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đối tượng Bùi Tuấn Anh đã điều hành băng nhóm trên tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6 năm 2019 đến nay. Tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây này đến thời điểm bị bắt là 1.500 tỷ đồng. Riêng giải Euro 2020 vừa diễn ra, Tuấn Anh quản lý 6 tài khoản với hơn 200.000 điểm cược, hơn 2 tỷ đồng, để giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành, chung chi cho các con bạc. Từ đầu giải Euro 2020 đến nay, đối tượng Tuấn Anh thu lợi bất chính hơn 240 triệu đồng.